hay về của Jen cũng như là về về tôi. Thì mỗi lần mà tham gia cái chương trình 50 AM này thì tôi thấy rất là vui mừng, bởi vì anh chị em rất là năng lượng, có tận 657 người tham gia Zoom hôm nay. Mọi người luôn luôn truyền cho tôi một cái năng lượng vào vào chương trình 50 AM này. Và mỗi một lần mà làm chương trình 50 AM này xong thì tôi lại mong muốn là có được nhiều cái chương trình ở 50 AM nữa. Nhưng mà vì là tôi làm việc bị lệch múi giờ chương trình cho nên tôi không thể dạy thường xuyên cùng mọi người được. Thì thỉnh thoảng được mời năm chương trình 50 AM này thì tôi rất là hưng phấn với chương trình 50 AM. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ một chút về kế hoạch của Puchen trong năm 2022. Anh chị chờ share cái link. Xin lỗi các anh chị, chị nào hot có thể share giúp tôi màn hình về để tôi gửi cái file qua, vì là cái máy của tôi bảo mật nó không cho phép share anh Lâm gửi sang em share cho ạ. Ok, anh gửi gửi qua phần nhé. Dạ không, qua Zalo cũng được cho dễ. Zalo qua lên qua sự nhé, anh gửi qua sự. Xin lỗi các anh chị, bởi vì là cái máy của tôi, máy ở nhà, máy laptop này nó không không cho phép mà share cái gì hết, bởi vì nó bảo mật. Tôi hôm nay tôi về nhà nên tôi không đưa máy tính công ty về nên không share cho các anh chị. Tôi nhờ nhờ sự share giúp màn hình. Thì kế hoạch năm tới của Vũchen đó, đầu tiên cái quan trọng nhất đó là sẽ là mở rộng cái mạng lưới các cái nhà bảo hành trên toàn quốc. Tức là năm tới chúng ta sẽ có các cái trạm bảo hành ở tất cả các tỉnh. Thì bây giờ chúng ta đã có được, đầu năm nay chúng ta đã có được 3-4 tỉnh rồi. Tức là bao gồm có Đà Nẵng này, rồi 3-4 tỉnh gì đấy các anh chị em đã báo cáo và tôi cũng chưa 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 thống kê hết. Thì năm 2022 cái quan trọng nhất của Gen đó là sẽ là mở rộng đến tất cả các tỉnh về cái trung tâm bảo hành, để cho các anh chị em chỉ việc gửi về cái thành phố các anh chị đang sống là sẽ được bảo hành. Và các cái trung tâm bảo hành của Gen thì sẽ hỗ trợ các anh chị lắp đặt tại khu vực gần với cái trung tâm bảo hành. Tức là ví dụ như ở Đà Nẵng chẳng hạn, thì trong Đà Nẵng các cái lắp đặt trong Đà Nẵng thì sẽ có được cái sự hỗ trợ từ cái nhà cái nhà bảo hành ở đó. Thì là Gen sẽ mở rộng khắp Việt Nam để chúng ta có được cái bảo hành đó. Đó là cái kế hoạch lớn nhất của Gen. Còn cái thứ hai thì kế hoạch về sản phẩm, thì đầu tiên là Gen sẽ nâng cấp tất cả các sản phẩm của năm vừa rồi và sẽ bổ sung như Gen đã hứa, thì mỗi tháng Gen sẽ có ít nhất một sản phẩm mới. Thì năm 2022 thì Gen sẽ có hơn 12 sản phẩm mới, trong đó có rất là nhiều sản phẩm quan trọng. Thì tôi sẽ nói về đoạn sau. Bây giờ tôi sẽ nói về những cái thay đổi lớn mà chúng ta sẽ có từ giờ cho đến tháng 4 hoặc là tháng 5, từ giờ đến tháng 5. Thì đầu tiên là cái robot bot 2709 ấy, thì sẽ được nâng cấp thành robot 2809 và giá không đổi. Cái nâng cấp này thì nâng cấp bánh xe, bánh xe sẽ mạnh hơn và cái bánh xe ma sát lớn hơn.
để trong trường hợp nền nhà của chúng ta mà nó quá bóng, quá trơn thì nó sẽ không còn bị xoay tròn và không bị trượt. Cái này là cái điểm nâng cấp cho 2809 mới. Các cái tính năng khác như là nâng cấp thêm cả phần mềm mới, rồi nâng cấp thêm lực hút. Thì cái robot 2809 này nó sẽ cũng vẫn là 27.000 Pascal, nhưng nó cái gọi là cái đường lấy gió của nó khác, để nó có thể tăng cái khả năng hút của robot này lên khoảng 20%, tức là chúng ta có tăng lực kéo lớn, tăng cái lực hút của cái đường đi của gió ấy, nó sẽ tính toán lại để cho cái khả năng kéo bụi của nó tốt hơn trước, và nâng cấp phần mềm đó, đây là rồi thêm một số cái thay đổi nữa, rồi cái bơm nước thì sẽ đẩy vào trong máy, không để ở hộp rác nữa. Thì cái này nó cũng là một số những cái thay đổi, vì một số các anh chị, một số các cái anh chị mà sử dụng không biết cách ấy, thì nó sợ nước vào, thì chúng tôi đã thay đổi một số thứ cho nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Tiếp tới thì chúng ta có cái robot mới là 8887. Thì cái đây là cái robot nó thay thế cho cái 8781, và cái 8887 này thì sửa chuyển giúp anh màn hình. Cái robot 8887 này thì nó sẽ nâng cấp nó không phải là bản nâng cấp 8781, mà cái bản này là một cái bản mới hoàn toàn. Thì nó cũng có bao gồm là UV diệt khuẩn, rồi nó có thể lưu được 5 bản đồ, nó có thể có tạo được nhiều tường ảo, tạo được nhiều vùng lau tùy chọn, và nó sẽ làm việc với tốc độ nhanh hơn cái tốc độ của 8781, nó từ 10-15%, và nó chỉ có trong vòng khoảng 2-3 phút thì nó sẽ quét toàn bộ căn nhà của mình để tạo ra cái bản đồ, và cái robot này nó có thể lưu được 5 bản đồ. Thì chúng ta có những cái nhà mà cao tầng chẳng hạn, thì họ có thể dùng một máy cho nhiều tầng mà không phải lưu lại bản đồ. Đấy, thì cái robot mới này thì chúng tôi cũng ra mắt ngay sau khi sau Tết, tức là chỉ sau Tết vài ngày thôi là chúng ta đã có bán 2 cái robot này rồi. Robot này thì đấy, tức là gì? Nâng cấp là tốc độ làm việc sẽ nhanh hơn, khả năng quét bản đồ nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, tăng lực kéo của bánh xe lớn hơn, và lực hút nó cũng thay đổi. Thì cái robot 8887 này nó sẽ dành cho những cái căn nhà rộng lớn, tức là những cái căn nhà rộng lớn và những cái nhà nhiều tầng, và những cái người nó yêu công nghệ, thì cái này là cái cũng được chờ đón năm nay. Và khoảng vào tháng 5, tháng 6 thì chúng ta sẽ có thêm hai model nữa, thì nó sẽ phủ các cái giải mà chúng ta các cái giải sản phẩm từ thấp đến cao. Thì chúng ta sẽ có trong năm 2022 chúng ta sẽ có 4 model, còn từ giờ cho đến tháng 5, tháng 6 thì chúng ta có hai model. Đây là những cái thay đổi lớn cho năm 2022. Sự giúp anh sang next slide. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có vào đầu tháng 2 thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chảo chống dính chín lớp của sản xuất tại Hàn Quốc. Thì cái chảo thì chúng ta sẽ có 20cm lòng sâu, 26cm lòng sâu và 30cm thành thấp. Và cái chảo mới của chúng ta thì nó sẽ có cái vỏ màu cam rất là tươi trẻ, và cái khả năng mà chống xước thì nó sẽ tăng hơn so với cái chảo 2021 đó, và giá nó cũng sẽ không thay đổi. Thì cái chảo mới của chúng ta nó sẽ có vào tháng 2, tầm tháng 2 là sẽ có rồi. Sự next change là gì? Bộ nồi chảo Italy.
bộ nồi chảo Italy thì đã về tới kho rồi. Và bộ nồi chảo này thì cái hình ảnh ấy nó không thể thể hiện hết được cái đẹp, vẻ đẹp của chảo. Thì chúng tôi IT đang còn chỉnh sửa lại và đang chụp lại một cái bộ ảnh mới cho cái bộ chảo này. Bộ nồi chảo này của Italy này, bộ nồi chảo này nó rất là nó rất là đều nhiệt và nấu rất là dễ chịu. Tức là khi mình nấu cái nồi chống dính này và cái chảo chống dính này, mình nấu nấu rất nó rất là đều nhiệt và rất là, phải gọi là rất là sướng. Ví dụ như các cái món mà có thể độ kết dính cao chẳng hạn, như là món bánh ngào hay các cái món mà nấu nhiều mật nhiều đường chẳng hạn, thì hôm Tết rồi thì em dâu tôi đưa ra nấu thì nó rất là dễ. Và khi mà rửa ấy, thì chỉ bỏ vào máy bật chế độ thấp nhất có thể rửa sạch rồi, cái độ chống dính nó rất là cao, nó không cần rửa ở chế độ cực mạnh giống như là cái nồi inox. Mà cái nồi chống dính Italy này thì anh chị cho vào trong máy rửa bát và chạy ở chế độ thấp nhất, nó đã sạch rồi. Thì sau ngày mùng 7 thì chúng tôi sẽ tính lại cái giá và chúng tôi bên công ty sẽ cho cái giá cụ thể, bởi vì công ty đang còn tính xem là có bán lẻ hay là bán nguyên cả bộ. Và nếu thì hôm ngày mùng 7 các anh chị sẽ có giá cho cái bộ này. Thì bộ này chúng ta sẽ có là nồi 16, nồi 20, nồi 24 và nồi 28, và chảo 26 cm. Và cái nồi 28 là cái nồi nó to hơn trong cái bộ kia, và nó gọi là gì, các anh chị có thể, cái nồi 28 thì nó rất là nó các anh chị dùng được cho các cái món mà cần kích thước lớn, ví dụ như luộc gà nguyên con hay là luộc vịt hay gì đấy. Thì cái này thì các anh chị khi mà anh chị nhìn thì anh chị chưa thấy được sự khác biệt, nhưng mà khi các anh chị dùng thì cái này là khác biệt hoàn toàn. Và công ty sẽ có một cái review, tức là sẽ có một cái review từ các cái nhà đầu bếp nấu ăn của Uchen, để mà họ sẽ mô tả cho cái việc là sử dụng một cái nồi chống dính hai lớp với một cái nồi inox thì cái độ sướng của dùng cái nồi chống dính hai lớp thế nào. Đó, cái này thì cái khả năng chống xước của nó cũng khá tốt. Tất nhiên là nó sẽ không thể nào mà chịu va đập và chịu va chạm giống như nồi inox cả, bởi vì inox mà chả có gì để mà nó hỏng. Còn tất nhiên con đồ chống dính thì nó nguyên là thì nó sẽ có một cái lớp màng chống dính, thì chúng ta sử dụng một cách cẩn thận hơn. Nhưng mà cái loại cái bộ Italy này cũng là cái bộ nó có khả năng chống dính chống xước rồi, nên các anh chị chỉ dùng một cách bình thường là được, các anh chị cũng không cần phải nắn nót quá, tức là cũng không cần phải quá lo lắng về cái về vật liệu cái này, bởi vì nhà máy Italia họ đã tính hết tất cả các cái tình huống xảy ra rồi. Ok rồi, giá thì ngày mùng 7 chúng ta sẽ có, các anh chị nhé. Bếp điện tử thì chúng ta sẽ có bếp điện tử TRI-271 của Thổ Nhĩ Kỳ, thì đã rời cảng vào cách đây một tháng. Thì trong tháng 2 này hoặc là chậm nhất là đầu tháng 3 chúng ta lại tiếp tục có cái TRI-271. Thì cái này là cái model chúng ta bán rất là chạy năm trước, thì năm nay chúng ta bán tiếp. Đó. Ok, cái này thì nó cũng không có gì mới nhiều. Chúng ta mời em sử nhờ em sử giúp chuyển qua next slide cho anh vậy. Chúng ta có cái này là cái mới hoàn toàn, đó là bếp từ Tây Ban Nha 2 ngăn. Thì cái bếp này là sản xuất tại Tây Ban Nha, thì cái tiêu chuẩn chất lượng nó sẽ cao hơn Italy, cao hơn mà Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia. Thì chúng ta sẽ có bếp 2 ngăn Tây Ban Nha và 3 ngăn Tây Ban Nha. Thì cái bếp này nó đã về kho rồi, và ngày 7 thì chúng ta cũng sẽ gọi giá luôn cho cái bếp 2 ngăn Tây Ban Nha và 3 ngăn từ Tây Ban Nha. Đấy, thì hai cái sản phẩm đấy tương tự như vậy, chúng ta có bếp 3 ngăn từ Tây Ban Nha. Thì dành cho những gia đình nào mà nấu nhiều người hoặc là muốn nấu một lúc nhiều nồi thì chúng ta sẽ có cái 3 ngăn từ. Vào khoảng tháng 4 thì chúng ta sẽ có bếp Đức 2 ngăn từ và bếp Đức 2 ngăn từ 1 ngăn hồng ngoại. Cái này là cái một cái tin rất là mừng là vì là hiện thì chúng ta sau một thời gian thì cái nhà máy ở tại Đức họ bị quá tải và họ dừng đơn
của chúng ta thì bây giờ họ là quay lại khi năm 2022 này chúng ta sẽ có rất là nhiều bếp Đức về, và bếp Đức thì sẽ tiêu chuẩn chất lượng thì nó lại cao hơn Tây Ban Nha nữa. Thì chúng ta sẽ có là gì? Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Đức. Thì chúng ta sẽ trải dài các cái chuỗi sản phẩm nên để mọi khách hàng khi mua bếp thì chúng ta sẽ có các cái sản phẩm từ 10 triệu 900 cho tới 30 triệu để chúng ta bán, thì mọi tầng lớp khách hàng chúng ta đều có sản phẩm cả. Thì Kuchen thì vẫn là công ty nhà bếp, cho nên sản phẩm chính của Kuchen vẫn là bếp, cho nên cái những cái sản phẩm bếp của chúng ta thì mục tiêu sang năm mới thì là riêng khi mà chúng ta có một khách hàng mua bếp thì chúng ta sẽ không để mất khách hàng đó, bởi vì chúng ta có cái chuỗi sản phẩm đủ dài để không lọt một khách hàng nào ra ngoài cả. Còn tất nhiên là những cái khách hàng mà họ mua đồ quá rẻ đi, 5 triệu, 7 triệu trở xuống thì chúng ta sẽ, nó sẽ không phải là tập khách hàng của Kuchen, và chúng ta cũng quên cái lượng khách hàng đó đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi một cái sản phẩm nó giá nó rẻ quá, nó thấp quá thì cái chất lượng khó mà có thể đảm bảo được. Cho nên Kuchen sẽ không bán những cái sản phẩm mà nó quá rẻ, quá rẻ. Và khi mà kinh doanh thì tôi cũng nhắc lại với tất cả anh chị em là lần nữa đó là trong kinh doanh nếu chúng ta cứ tham mà bán hàng giá rẻ thì chúng ta sẽ mất khách về sau, và chúng ta chỉ bán được cho khách đó một lần và sau đó chúng ta không gặp lại họ nữa. Thì cái này là cái mà không phải mỗi Kuchen mà khi các anh chị kinh doanh các sản phẩm khác cũng vậy. Khi các anh chị mới bắt đầu chúng ta kinh doanh, chúng ta cứ nghĩ là bán cái gì rẻ rẻ một chút, nhưng mà khi mà kinh doanh rồi thì chúng ta thấy là cái sản phẩm càng đắt càng tốt, bởi vì giá càng cao thì cái chất lượng nó sẽ tương ứng. Rồi chúng ta cũng sẽ có bếp đơn. Bếp đơn thì cũng sẽ về vào tháng 3 chúng ta sẽ có bếp đơn. Và bếp đơn lần này thì chúng tôi đặt hàng rất là nhiều, nên xong năm 2022 thì chúng ta sẽ không bị chạy hàng bếp đơn nữa. Máy ép chậm thì là cái mà chúng ta chờ mong từ rất lâu, và máy ép chậm của Kuchen là một cái máy theo đánh giá của các cái trang về chuyên về máy ép chậm thì đây là một trong những mẫu tốt nhất thế giới về máy ép chậm dành cho gia đình các anh chị nhé. Còn dành cho công nghiệp thì nó khác, dành cho công nghiệp hoặc là dành cho cái thứ khác. Còn dành cho gia đình thì đây là một trong những máy ép chậm tốt nhất thế giới. Các anh chị bỏ nguyên cả quả vào và nó sẽ tự cắt cả quả và nó tự xay ra và nó tự ép, và nó ép hơn các cái máy thông thường giá rẻ, nó phải gọi là gì, 20%, tức là nó ép về đến khoảng 90% nước ở trong các cái quả táo hoặc là các quả khác. Cái khả năng ép rất là tốt, và nó không bị lắng giống như là các cái máy ép loại khác. Và cái máy ép chậm này thì khi mà chúng ta vệ sinh thì rất là dễ, chỉ mở ra và xả nước là xong. Bình thường mình mua một cái máy ép chậm là mình sợ nhất là cái phần vệ sinh, tức là nó kẹt vào trong các cái kẽ của các cái chỗ ép bã. Thì cái máy của chúng ta thì không có cái kẽ đó, và nó ép nó không cần đến các cái kẽ ép bằng kim loại, và nó sẽ có cái thanh xoắn, nó xoắn với nhau. Khi mà rửa, các anh chị chỉ rút ra xả lấy nước là xong, tức là quá trình rửa của anh chị không mất quá 2 phút, thậm chí là chỉ 1 phút thôi nếu anh chị đã quen rồi, tức là tháo ra xả nước là hết. Còn bình thường các cái máy ép chậm bình thường chúng ta dùng ở nhà thì nó thật là khủng khiếp. Mỗi một lần mà đi ép hoa quả thì tôi chỉ nghĩ đến cái việc là tí nữa mà lau cái máy ấy, thì thôi tôi không đi ép nữa, nó mới nản luôn. Còn với cái máy này thì nó rất là dễ, và cái thời gian bảo hành rất là dài. Cái này thời gian bảo hành cái phần động cơ và hộp số chúng ta sẽ bảo hành 10 năm. Thì cái này là cái mà chúng ta sẽ là gọi là một trong những cái sản phẩm chúng ta rất là mong chờ, bởi vì chất lượng nó vượt trội và nó sẽ thay đổi cái nhìn của chúng ta về cái máy ép chậm. Tức là gì? Tất cả mọi khách hàng khi mà mua máy ép chậm họ đều nghĩ đến cái việc là vệ sinh nó thế nào. Những cái máy này chúng ta không phải lo lắng về vệ sinh,
và nó sẽ giải tỏa mọi vấn đề. Rồi tắt thì cái máy này nó sẽ thiết kế tính toán mà các anh chị xay rau ấy thì anh chị sẽ không bị tắt. À, các cái máy ép chậm mà khi mà xay rau là cũng là khủng khiếp, bởi vì khi xay xong là xay được nửa đường ấy là nó bị kẹt, thì cái máy này sẽ giảm được cái kẹt đó. Và nói chung là một cái sản phẩm mà các bạn đã dùng cái này thì người ta hay nói là nó là chân ái, tức là nó sau khi mà sử dụng máy này thì họ sẽ thay đổi hẳn để suy nghĩ về cái máy ép chậm. Tiếp tới chúng ta có máy làm sữa hạt. Cái máy sữa hạt này là cái máy multifunction, tức là cái máy này nó có rất là nhiều chức năng. Nhưng năng ngoài cái làm sữa hạt là thì chúng ta còn có thể nấu súp, nấu cháo cho trẻ con, rồi làm sinh tố, rồi rất là nhiều, nó có nhiều function nữa. Rồi làm sữa đậu nành các thứ. Cái máy ép chậm thì chúng ta sẽ có mặt khoảng vào tháng 4 anh chị nhé, để cho cái máy ép thì để cho chúng ta sẽ có là tháng 5 chúng ta bắt đầu chạy cái 90 ngày, và tháng 5 là bắt đầu mùa hè, và chúng ta sẽ có cái máy ép chậm vào thời gian đó. Còn cái máy làm sữa hạt này thì chúng ta sẽ có multifunction, tức là chúng ta có nhiều cái chức năng trong cái máy này. Và cái máy này không phải vệ sinh, tức là nó có một cái trạm nạp nước. Cái chúng ta chỉ việc đổ nước vào cái trạm nạp nước phía sau, và máy nó sẽ tự lấy nước vào trong sữa để mà xay sữa hạt. Và xay xong, làm xong sữa hạt thì máy nó lại tự lấy nước làm sạch cối, làm sạch cái thiết bị nấu, và nó sẽ làm sạch bằng cái hơi nước nóng. Và cái máy này là các anh chị không phải vệ sinh, không phải lau cối, không phải rửa giặt gì hết. Thì đó cũng là một cái những cái máy, cũng là một cái máy gọi là chân ái luôn. Tức là lúc chúng ta đi làm sữa hạt mà làm xong chúng ta cũng sợ nhất cái đoạn đi lau chùi dọn dẹp. Nhưng cái này nè anh chị chỉ phải rửa cái cốc của anh chị uống thôi, sữa thôi, chứ còn lại cái máy là anh chị không phải rửa. Và anh chị muốn uống bao nhiêu sữa thì máy nó sẽ tự lấy nước vào để mà làm sữa cho chúng ta. À, gồm gì? Làm sữa hạt, làm sinh tố, nấu cháo cho trẻ con, nấu súp cho trẻ con, nấu bột cho trẻ con. Thì tất cả nó là rất là nhiều chức năng, nó nằm trong một cái máy. Thì chúng ta sẽ có vào tháng 4 chúng ta sẽ có, hoặc là cuối tháng 3 chúng ta sẽ có cái máy này. Rồi. Thì cái máy làm sữa hạt và cái máy ép chậm là hai cái máy chất lượng rất là cao, và nó là nằm trong nhóm những cái thiết bị gọi là cao cấp nhất trên thế giới. Tức là nó có ít cái máy trên thế giới nó có chức năng vượt trội hơn hai cái máy này. Chúng ta sẽ có hai máy rất hot để bạn. Tiếp tới thì chúng ta cái này là cái lỡ hẹn rất là dài. Cô xin lỗi toàn thể các anh chị về cái máy lọc không khí. Đó là do cái tình hình thiếu chip trên toàn cầu mà dẫn tới là cô Jen đã bị chậm về cái máy lọc không khí. Và cũng là cái đợt dịch ấy, thì cái nhà máy tại Malaysia họ ngừng đơn trên toàn thế giới. Thì cái cô Jen phải chuyển cái máy nhà máy sang cái nhà máy tại Hàn Quốc. Và nhà máy Hàn Quốc thì cũng thiếu chip, dẫn tới thì chúng ta sau Tết chúng ta sẽ có máy lọc không khí mới về từ Hàn Quốc, là có hai model, và có một model máy lọc không khí dành cho ô tô thì về từ Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ có 3 máy lọc không khí sau Tết, và sau đó chúng ta sẽ có thêm 2 mẫu nữa. Thì để năm 2022 thì chúng ta sẽ có rất là nhiều mẫu máy lọc không khí. Rồi tiếp tới thì dao thì chúng ta sẽ có dao sản xuất tại Nhật, thì chúng ta sẽ về vào tháng 5. Thì cái dao thì cũng đáng lẽ là chúng ta có dao lâu lắm rồi, nhưng mà cái này thì cái mà chúng ta không thể làm được gì cả, bởi vì cái lượng cung ứng vật liệu trên toàn cầu nó gặp vấn đề. Thì nhà máy dao họ cũng cả năm cuối năm 2021 thì họ không nhận đơn của các cái nhà máy của các cái công ty nào hết, bởi vì họ không có cái nguồn thép để làm dao. Thì các công ty dao ấy thì không sản xuất thép, vì vậy cho nên họ phải mua thép từ các công ty luyện kim, và các công ty luyện kim thì họ lại không bán thép
vào cuối năm họ không bán những cái thép này, dẫn tới thì chúng ta bị chậm giao. Giao thì phải tháng năm chúng ta mới có, mới có giao quay trở lại. Rồi. Next. À, bàn chải sóng ấm trẻ em, cái này là cái cũng chúng ta bán rất là tốt năm 2021. Thì bàn chải cho người lớn thì chúng ta cũng có một cái lượng đơn rất là đều, rất là đều. Và cái chức năng của chúng ta cũng rất là vượt trội. Tức là mỗi một cái máy, cái bàn chải đánh răng của chúng ta thì cái thời gian sử dụng pin thì thường là phải 60 ngày. Rồi nó không bị mốc, không bị nấm, không bị các cái vi khuẩn, virus, và nó rất là sạch và nhiều tính năng. Thì chúng ta, cái này tôi cũng phải giới thiệu nhiều nữa, bởi vì năm qua chúng ta cũng bán rất là nhiều, anh chị em chúng ta bán rất là nhiều cái bàn chải sóng ấm rồi. Năm mới thì chúng ta sẽ có cái model dành cho trẻ em là từ cho tới 10 tuổi, tức là từ 0 cho tới 10 tuổi. Từ 2 cho tới 10 tuổi, tức là khi mà đã có răng là có thể làm được rồi, đã đánh được rồi. Thì chúng ta sẽ phủ cái giải sản phẩm cho bàn chải là từ trẻ con cho đến người lớn sẽ có. Thì khoảng tôi hy vọng là tháng 2 hoặc là đầu tháng 3 chúng ta sẽ có bán nồi chiên. Nồi chiên thì chúng ta có cái nồi chiên mới cũng là nâng cấp, và có thêm hai model nồi chiên nữa cũng đang về hàng. Chúng ta sẽ có 3 model nồi chiên để bán, tức là mình có sẽ có 3 mức giá để mà chúng ta có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng hơn. Thì nồi chiên thì chúng tôi sẽ có một cái đợt gọi là lưu hàng khổng lồ, để cho chúng ta sẽ có một cái đợt ra hàng thật tốt vào tháng 5, tháng 6, tháng 7 khi chúng ta chạy 90 ngày tốc chiến. Các cái sản phẩm khác nữa thì là như là máy rửa bát, thì chúng ta sẽ có đã hàng đã rơi cảng cả rồi, thì chúng ta chỉ chờ để về các cái lô mới thôi. Máy giặt sấy thì chúng ta cũng đã hàng đã rơi cảng từ tháng trước, thì chúng ta sẽ có tiếp. Còn hiện tại chúng ta đang có máy giặt và máy sấy rơi, và khoảng giữa năm chúng ta sẽ có thêm một model máy giặt sấy nữa, tủ lạnh thì chúng ta sẽ có trong năm 2022. Nồi cơm điện là chắc chắn sẽ có sớm. Sớm thì tôi hy vọng là tháng 5 chúng ta đã sẽ có nồi cơm điện rồi. Đó. Thì đó, trên đây là những cái sản phẩm mà chúng ta sẽ có từ giờ cho đến tháng 5. Còn tháng 6 cho tới tháng 12 thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch tiếp cho tháng 6 cho đến tháng 12. Bởi vì sau 90 ngày thực chiến thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm mới nữa để có 90 ngày thực chiến. Đó. Thì tôi sẽ lướt qua các câu hỏi của anh chị để mà sẽ trả lời một số câu hỏi của anh chị. Các chị hỏi robot thì robot đã về thì sau Tết khoảng một vài ngày thì sẽ liên kệ để anh chị sẽ có thể có mua được robot sớm đấy. Nồi cơm điện thì như tôi đã bảo là chúng ta sẽ có chậm nhất là tháng 5 chúng ta sẽ có nồi cơm điện. Dạ anh, em xin phép một chút. Ở trên đây thì có các anh chị có hỏi nhiều điều lắm, mà có hỏi giá thì chắc là hồi nãy giống như anh Lâm có nói là giá thì sẽ thống nhất và báo vào sau mùng 7 đúng không ạ? Đúng rồi. Xin lỗi anh chị là rất là nhiều sản phẩm thì chúng tôi nhận hàng vào ngày nghỉ luôn, tức là 27, 28 Tết. Và từ hôm đó đến đấy thì tôi không lên công ty để mà làm việc, nên là đang là kỳ nghỉ lễ và công ty cũng không có ai làm việc cả. Nên là cái giá thì phải tận ngày mùng 7 thì chúng ta mới có giá được. Đó, khi mà công ty trở lại làm việc trở lại. Dạ, hiện tại thì trước mắt chúng ta thì có một số đại lý đang giơ tay để đặt câu hỏi, thì em xin phép mời những cái câu hỏi trực tiếp trước, rồi sau đó mình sẽ lấy câu hỏi ở trên khung chat ạ. Xin mời đại lý 2 sao Trịnh Đào anh ạ. Mời em. Cảm ơn cô Vân. Rồi chào anh Lâm ạ. Anh Lâm có nghe rõ không ạ? Rồi anh có nghe rõ này. Dạ, rồi anh Lâm ơi, cho em hỏi câu hỏi này một chút xíu, đó là nếu dụ như là trong năm 22 này nè, thì chúng ta có cái bếp từ á, thì cái việc lắp ráp bếp từ cho khách á, thì là bên công ty mình có hỗ trợ không ạ? Hay là khách tự lắp ạ? Đó là cái câu hỏi thứ nhất của em ạ.
Hiện tại thì là ở Hà Nội, Vinh và Hồ Chí Minh thì công ty đang hỗ trợ. Còn mà các cái trung tâm bảo hành ấy, thì là các trung tâm bảo hành là cũng trung tâm bảo hành liên kết. Thì các trung tâm liên kết để họ sẽ tính phí, nhưng mà họ cũng tính với giá rất là hợp lý. Dạ, tại vì nói thiệt ra là tại bên nhà chồng em cũng có mới làm ở bên cái của bên công ty của thằng khác á, thì nó mà tại vì em lý do là em không bán được bức từ cho bên nhà chồng em làm là lý do là cái phần lắp đặt nó có trễ hơn đó, nên là em bị cái phần lắp đặt thì các cái đại lý gọi là các trung tâm bảo hành liên kết đấy, họ sẽ lắp cho mình và họ sẽ tính phí khoảng 100-200 nghìn gì đó thôi. Không rất là rẻ, cho nên là với cái biên lợi nhuận mà Cú Chén đang đưa ra cho BCA thì các anh chị có thể dễ dàng trích ra 100-200 nghìn để lắp cái ấy. Giống như bạn ở phía Phú Yên vừa bảo là 150 nghìn, thì tức là chúng ta sẽ sẵn bỏ ra 150 nghìn để chúng ta lắp cho khách. Thì với rất là nhiều khách hàng ấy thì là họ với rất nhiều đại lý ấy, thì cái việc lắp bếp tư nó chả có gì khó khăn cả. Ví dụ như chị Hương Yên Thanh chẳng hạn thì chị ấy tự lắp luôn vì nó chỉ đấu mỗi cái automat thôi, cho nên nó không khó đâu. Nó các anh chị cứ lo lắng về đấu điện, nhưng thực ra lắp một cái bếp tư nó dễ, giống như anh chị lắp một cái tivi hay cái tủ lạnh thôi, nó chỉ là dắt một cái dây điện vào là xong, nó rất là dễ. Rất dễ thì anh chị đừng có lo lắng. Với lại các cái thiết bị nhà bếp là cái thiết bị mà các kỹ sư họ đã tính toán để mọi người có thể lắp đặt được một cách dễ dàng, chứ nó không phải là thiết bị công nghiệp. Nếu mà thiết bị công nghiệp thì chúng ta mới lo là nó phải cài đặt này nọ. Còn với các thiết bị gia dụng thì các kỹ sư đã tính toán để mà chúng ta sử dụng dễ nhất và lắp đặt dễ nhất. Tức là ví dụ như máy giặt chẳng hạn thì chúng ta chỉ có một đường nước, hai đường nước và chúng ta cân lại cho cân máy là xong thôi. Một đường nước ra, đường nước vào. Máy rửa bát cũng một đường nước ra, một đường nước vào và chúng ta cân lại để cho nó cứng vững cái chân đế là nó chạy rất là dễ, đúng không vậy? Các cái thứ khác được. Thực ra bán khó gọi là gì, cài đặt khó nhất đó là robot, tức là anh chị phải cài phần mềm cho khách là khó nhất. Còn với các thiết bị còn lại là không có gì khó hết. Tại vì em đây có cài đặt cho robot, có bán cho khách rồi thì ok, thì em thì nếu phần này thì em sẽ cố gắng hơn. Rồi cho em thêm một câu hỏi thứ hai nữa là ví dụ như tại vì bây giờ nhà em là muốn là ví dụ như là có cái mặt bằng á, giờ cũng làm công ty á, bây giờ muốn đăng ký làm để trưng bày các cái sản phẩm bên công ty của mình á, thì cần cái thủ tục và cần làm như thế nào được không ạ? Ví dụ như là trưng bày các cái sản phẩm, nhiều cái sản phẩm có bên mình luôn một lúc á, thì em sẽ làm sao ạ? Nếu mà các cái đại lý muốn trưng bày sản phẩm của Gen thì các đại lý liên hệ với BCA, xong đó thì Cú Chén sẽ nhận cái tiền đặt cọc của anh chị để mà Cú Chén gửi hàng về các đại lý. Sau khi các đại lý bán được ấy thì ok, còn nếu mà cái sản phẩm nào các đại lý không bán được thì các anh chị gửi hàng ngược lại cho Cú Chén sẽ trả lại tiền cho các anh chị, để anh chị yên tâm là những cái hàng mà các anh chị đưa về bán mà không bán được thì anh chị vẫn được trả lại hàng, miễn là cái hàng đó nó nguyên vẹn và nó không bị gọi là sứt map hay là không bị hỏng, không bị lỗi đó. Thì đấy là chính sách của Cú Chén thì rất là dễ, nhưng mà cái này thì Cú Chén cần phải thông qua BCA trước, bởi vì BCA thì không cho ôm hàng hay sao ấy nhỉ? Dạ đúng rồi. Mà nếu mà Cú Chén BCA không cho ôm hàng thì Cú Chén có cho các anh chị hàng gọi là hỗ trợ các anh chị về phần trưng bày thì các anh chị cũng chỉ có được 1-2 sản phẩm để mà giữ thôi. Còn nếu mà hình như là không được ôm hàng thì sẽ dẫn đến việc là các anh chị muốn lưu kho nhiều hàng của Cú Chén cũng không được.
thì họ cũng sản xuất tại Trung Quốc, ví dụ như là gì Hurom rồi cái gì mấy công ty như là công ty Cúc gọi Cúc Cu hay là công ty họ bán những cái thiết bị rất là đắt, rất đắt, nhưng mà tôi hỏi họ thì họ đều bảo là họ sản xuất cái nồi chiên không dầu tại Trung Quốc, nên là các chị cũng đừng có phải lo lắng gì về việc nồi chiên không dầu sản xuất tại Trung Quốc hay là sản xuất ở đâu, bởi vì nó phải là sản xuất tại Trung Quốc, người các nước khác họ không làm, không làm. Và khi các anh chị đi ra siêu thị, các anh chị cứ để ý xem là các hãng khác họ cũng là Trung Quốc cả. À, cũng giống như việc là tôi hay nói với các anh chị là ví dụ như cái laptop mà Sony chẳng hạn, ngay thì nó sản xuất hầu như nó sản xuất Trung Quốc, hoặc là laptop Apple hoặc là điện thoại Apple nó phải nó là sản xuất tại Trung Quốc. Bây giờ các anh chị muốn mua cái điện thoại iPhone mà không phải Trung Quốc, các anh chị cũng chả mua được. Thì các anh chị chỉ có vì trên thế giới chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ thôi, mà Ấn Độ nó iPhone Ấn Độ họ không phân phối tại Việt Nam, thì cái việc mà chúng ta đừng quá lo lắng về cái chuyện là nồi chiên không dầu nó sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Còn cái nồi chiên không dầu mà anh chị bị mất khay hay là mất các cái thiết linh kiện trong đó thì các chị mua ở Qoo-Chain thoải mái, tức là tất cả những cái thiết bị Qoo-Chain bán ra thì Qoo-Chain đều có phụ tùng. Thì khi mà ví dụ như cái khay chống dính mà nó bị xước bị xấu thì các anh chị sẽ liên hệ với Qoo-Chain để mua, rồi các cái ray hay là các cái bộ phận khác bị nứt vỡ hay là bị rơi mất thì các anh chị có thể mua bình thường nhé. Có hết. Vậy là một số câu hỏi về nồi chiên thì chắc là xin hỏi thêm một chút cho nó qua cái chủ đề nồi chiên luôn anh Lâm nhé. Ok. Có đại lý hỏi là không biết về câu hỏi này thì em nghĩ là chị hỏi là nồi chiên mới 1119 kêu hơi to, không biết đó có phải là đặc điểm của nồi hay là do một cái lỗi nào đó của cái nồi chị đang sử dụng hay không ạ? To thì chị phải kiểm phải phải gọi cho kỹ thuật thì kỹ thuật họ sẽ xem có to thật hay không. Thì cái âm thanh là cái thứ chúng ta rất là khó nói, chỉ khi chúng ta đặt hai cái máy lại cạnh nhau thôi thì chúng ta sẽ thấy được là nó to hay không. Còn nếu mà chúng ta để bình thường, còn bản thân nồi chiên không dầu hay lò nướng thì nó luôn kia luôn có một tiếng ồn nhất định, bởi vì trong đó nó có quạt và nó cưỡng bức gió xuống, nó thổi gió mạnh xuống và nó sẽ tạo ra tiếng ồn. Thì tất cả mọi cái nồi chiên hay là lò nướng mà có chế độ quạt gió mạnh, quạt gió thì nó đều có tiếng ồn và chúng ta không thể tránh được tiếng ồn. Còn trường hợp anh chị một số lò nướng mà nó không có chế độ gió ấy, thì nó mới không có tiếng ồn, cho nên cái tiếng ồn là bình thường. Còn nếu mà ồn một cách quá đáng thì anh chị sẽ gọi cho kỹ thuật sẽ biết được nó là cái ồn, là tất cả các máy này ồn hay là do cái máy, chỉ mỗi máy nhà anh chị bị ồn đó. Cái ví dụ như cái máy rửa chén của chúng ta chẳng hạn, thì hàng buổi ngày gia đình chúng tôi sinh hoạt thì tôi đi qua máy rửa chén tôi không biết nó đang làm việc đâu, nó rất là êm. Nhưng mà khi mà buổi tối tôi xuống uống nước chẳng hạn, hoặc tôi bước xuống nhà chẳng hạn, thì tôi mới nghe được tiếng, tôi lại thấy ô sao nó ồn thế nhỉ. Thì cái này nó cũng là cảm giác, cho nên để có đúng là nó ồn hay không thì anh chị phải gọi cho kỹ thuật. Cảm ơn anh. Ngoài ra có một câu hỏi nói là nồi chiên không dầu của một số hãng khác thì đồ sôi được, còn nồi chiên của Qoo-Chain thì có làm được việc đó hay không ạ? À, đồ sôi là nó phải có hơi nước, thì Qoo-Chain có một một model là có hơi nước, thì cái model hơi nước thì sau Tết chúng ta sẽ bán luôn, thì nó sẽ có thêm một cái phần là phần hơi nước, thì anh chị sẽ thì nó sẽ giới thiệu đến các anh chị một cái model đó. À, thì sau Tết chúng ta sẽ có. À, rất là nhiều anh chị hỏi về tài liệu, thì nó có sẵn ở trong cái driver của BCA, các anh chị vào là nó có. Thứ hai nữa là hàng tuần thì chúng ta sẽ có các cái buổi training vào 14 giờ vào chủ nhật, thì là rất là nhiều các anh chị không tham gia cái buổi đó, thì khi mà bán hàng của Gen thì các anh chị sẽ gặp rất rất là nhiều vấn đề mà chúng ta giải quyết ngay trong trong nếu mà những người mà tham gia cái buổi 14 giờ đấy thì không bao giờ gặp phải. À, thì nếu mà các anh chị quan tâm đến Qoo-Chain thì các anh chị sẽ nhớ để ý là 14 giờ chủ nhật ở nhóm chị Thía thì thường xuyên có cái đào tạo về 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 Qoo-Chain, thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, thì sẽ có thì những cái câu hỏi thông thường sẽ được giải quyết hết. Còn rất là nhiều anh chị thì không 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 tham gia các cái buổi đó khi bán hàng,
bán hàng của Gen nó khác với các cái sản phẩm khác. Đó là của Gen thì chuỗi sản phẩm dài, cho nên nếu anh chị không học, anh chị chỉ việc đăng lên là bán thì nó sẽ gặp rất là nhiều câu hỏi mà đơn giản mà các anh chị sẽ không trả lời được, thì dẫn tới là anh chị mất những khách đó một cách rất là vô duyên. Bởi vì những cái câu hỏi mà khi mà chúng ta bán sản phẩm mà tư vấn mà chúng ta không biết để nói ngay ấy, chúng ta chờ hỏi qua hỏi lại thì cái độ tin cậy của khách hàng họ không cao, thì chúng ta sẽ mất khách. Cho nên các anh chị cố gắng tham gia các cái buổi 14 giờ vào chủ nhật để chúng ta có các cái kiến thức cơ bản nhất về Puchen. Bởi đó thì Puchen luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của anh chị. Sau đây thì xin mời câu hỏi của đại lý Dương Thị. Em muốn đọc rõ. Xin lỗi chị Liên, đại lý Liên ở Hà Nội, tại vì chị cũng giơ tay trước ạ. Em xin mời chị. Chị ơi, âm thanh bên chị nghe chưa rõ lắm. Alo ạ. Dạ, nghe rõ đây chị. Cho em hỏi cái về cái máy rửa chén từ cái đời series 7 và đời series 8 ấy ạ. Thì nhiều người nói rằng cái đời series 7 thì nó có cái chế độ là tự mở sau khi rửa. Và cái chế độ từ 8 thì có, nên là nó dẫn đến cái rửa xong thì nó vẫn hấp hơi ở cái bát đĩa xong rồi mình, nó vẫn chưa được khô ấy ạ. Có phải như vậy không? Ok, cảm ơn chị. Cái này là cũng là một trong những cái lỗi không tham gia các cái buổi học của Puchen vào 14 giờ. Cái máy rửa chén của chúng ta thì nó có hai loại. Tức là một loại là khi hết chương trình ấy, thì nó mở cửa để hơi nước nó bay ra ngoài. Một loại nữa thì hết chương trình thì nó không mở cửa, và nó phải có cái quạt turbo bên trong để làm khô. Thì cái này là các hai công nghệ nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà nó luôn đảm bảo là bát đũa của chúng ta luôn khô. Còn cái thanh của cái máy rửa bát ấy, cái thanh thì nó có thể bị bám hơi nước lại, đó là chuyện bình thường. Bởi vì nếu mà chúng ta muốn nó khô luôn cả thanh ấy, thì nó sẽ mâu thuẫn với cái việc tiết kiệm điện. Cho nên cái máy rửa bát nó tính toán để bát đũa nồi nó luôn khô. Đó, thì là các cái máy mà đóng cửa ấy thì là nồi chảo nó luôn luôn khô, còn nếu nó không khô thì nó sẽ xảy ra một số trường hợp như sau. Đầu tiên là các anh chị không đổ nước bóng thì nó sẽ bị. Thứ hai, các anh chị chọn sai chương trình. Với cái chương trình eco ấy, là chương trình tiết kiệm, và chương trình tiết kiệm thì nó sẽ không khô bằng các cái chương trình khác. Các anh chị để chương trình 90 phút hoặc các anh chỉ để cái chương trình mà nó rửa mạnh thì cái độ sấy nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Bởi vì như này, một cái máy rửa chén ngoài cái việc là làm hài lòng tất cả khách hàng, nó còn phải hài lòng chính phủ nữa. Tức là gì? Liên minh EU họ ép các nhà sản xuất phải làm cái máy thế nào để mà tiết kiệm điện nhất, tiết kiệm nước nhất. Còn đối với chúng ta, thêm một số điện, hai số điện nó không quan trọng. Nhưng mà đối với một quốc gia thì mỗi một, như Việt Nam nó có khoảng, ví dụ như ở tại Đức chẳng hạn, thì nước Đức còn 80 triệu dân và họ có khoảng 40 triệu gia đình, bởi vì người Đức ly dị nhiều lắm, họ sống độc thân nhiều lắm. Thì khoảng 40 triệu gia đình thì các anh chị nghĩ là mỗi một lít nước hay là một cái mỗi nhà mà lãng phí một lít nước hay là một ít điện thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thì cái này là cái quy định bắt buộc, mà là nhà sản xuất phải sản xuất thế nào để cái máy rửa chén phải sạch, phải đạt độ sạch, đạt độ khô nhưng phải tiết kiệm. Cho nên cái việc nó bám cái hơi nước ở nơi thanh máy, đó là một cái chuyện rất là bình thường. Và anh chị mua máy của Siemens, anh chị mua máy của Melier, tức là những cái máy 70-80 triệu, thì nó vẫn cứ bám nước vào thanh bình thường đó. Nên là anh chị không phải lấy. Còn nếu mà trên bát đĩa mà bám nước thì do chúng ta sử dụng sai chương trình. Còn nữa là với các cái máy mà các anh chị mà chọn các chế độ eco ấy, thì thường nó sẽ không khô nhanh. Rồi sau khi kết thúc chương trình rửa thì nó khoảng 20 đến 30 phút sau thì nó mới khô hết. Còn nếu mà vừa máy tắt xong mà anh chị mở ra xem thì nó chưa khô hết, đó là một cái việc bình thường. Tức là
tất cả mấy đứa bác sau khi kết thúc chương trình thì khoảng 30 phút sau nó mới khô hết, chứ nó không khô ngay lập tức đó. Còn đấy. Dạ. Ngoài ra thì có một số câu hỏi ngay mà chị nó mà chi nếu mà để chi tiết hơn ấy thì mời chị Liên sau ngày 7 này, bây giờ anh em công ty nghỉ à, thì gọi điện đến thì Tú hoặc là các anh chị các em khác sẽ hướng dẫn chị Liên để làm nào nó khô, để bát đĩa nó khô. Còn bây giờ chị cứ để cái chương trình 60-70 độ giống như bà là chị Lê Thùy Nhung thì là nó chắc chắn nó sẽ rất là khô. À đấy anh chị nhé. Còn nhà sản xuất có làm được một cái máy mà tắt máy một cái là bát đĩa khô nóng bỏng không? Làm được, nhưng mà như thế thì mỗi năm tiền điện của anh chị rất là khủng khiếp. Đấy anh chị nhé, chúng ta nhà máy họ đã tính toán hết rồi, không phải lo. Okay. Còn nếu mà nó có gì bất thường anh chị sẽ gọi rồi. Ok. Hỏi chị thêm là khi nào thì có hàng về? Em thấy trên kệ có một còn một loại hơn 24 triệu mấy trăm nhé. Hàng thì khi nào có? Cái đấy là khoảng chắc phải cuối tháng 2 chúng ta mới có hàng tiếp. Đầu tháng 3 rồi. Dạ vâng ạ. Cuối tháng 3 chúng ta mới có hàng tiếp, bởi vì cái quy trình chở từ vận tải nó rất là dài, hàng đã đi rồi nhưng mà vận tải từ Thổ Nhĩ Kỳ về có thể từ 30 ngày cho đến 40 ngày. Nên là chúng ta nếu mà may mắn 30 ngày thì về sớm, mà 40 ngày thì chúng ta sẽ 30 ngày đến 60 ngày, 60 ngày thì sẽ muộn. Cho nên là các chị cứ tính vào tháng 3 đi, tháng 3 sẽ có. Còn hiện tại thì vẫn còn một số, vẫn còn vài một ít máy 7803 80355 thì sau Tết thì các bạn sẽ mở ra để các anh chị đặt. Ngoài ra thì câu hỏi liên quan đến máy rửa chén thì có hai câu hỏi hiện trên khung chat, đó là máy rửa chén ở khung chén thì có hơn gì so với Bosch, thứ hai là máy rửa bát ba loại có khác nhau như thế nào. Thì em nghĩ là chắc là em xin phép mà mạo muội nói thay anh Lâm luôn được không ạ? Những cái kiến thức này thì theo như em đã bám sát khung chén thì tất cả đều được ở trong có trong các buổi đào tạo. Và cái việc so sánh của sản phẩm khung chén với những sản phẩm khác thì anh Lâm cũng có nói là đó là một cái tối kỵ ở trong kinh doanh, đúng không ạ? Cái so sánh thì nói chung là mình trải nghiệm thì mình sẽ biết ạ. Thì chắc là mình sẽ chuyển qua cái chủ đề tiếp theo. Mình cũng nói lại một lần nữa, đó là trong kinh doanh ấy, thì là chúng ta hạn chế so sánh trực tiếp với đối thủ, vì như vậy thì nó sẽ rất là vô duyên, và đối thủ và chúng ta chỉ nói những gì chúng ta có thôi, những gì chúng ta có thế thôi. Ví dụ như ở Guchen thì là phụ tùng nó rất là có sẵn và rất là rẻ, còn các hãng khác thì phụ tùng chơi rất là dài. Ví dụ như vậy thì còn nhiều tính nhiều thứ khác nữa, nhưng mà Guchen sẽ không nói thẳng ra là Guchen hơn Bosch hay Guchen thua Bosch hay Guchen hơn Siemens hay Guchen hơn Miller. Thì là cái này là cái mà là mình không nên trong cái làm ăn. Còn chúng ta sẽ tìm ra những cái ưu điểm của mình, tức là gì, chúng ta có sẵn phụ tùng này, chúng ta có giá phụ tùng rất là rẻ này. Đấy, ví dụ như một cái mạch điều khiển trung tâm của Guchen nó khoảng 2 triệu, một cái mạch điều khiển trung tâm của một số hãng họ là có thể lên tới 9 triệu 10 triệu, và nhiều khi họ còn phải chờ mấy tháng mới có được cái mạch điều khiển, bởi vì họ không phải là nhà nhập khẩu chính thức, họ là những nhà nhập khẩu cá nhân, và những nhà nhập khẩu cá nhân thì thường sẽ không lưu kho phụ tùng một cách bài bản. Và rất là nhiều hãng là có tên tuổi trên thế giới, nhưng mà tại Việt Nam thì họ sẽ không có license, tức là họ không có quyền độc quyền, và không có quyền độc quyền thì hôm nay họ nhập hàng họ bán thì công ty khác cũng có thể nhập ra họ bán, thì dẫn tới là không cha chung không ai khóc cả, chả ai lưu kho phụ tùng làm gì, thì nó sẽ bị những vấn đề đó. Rồi hàng nó có thể có giá cả nữa, giá cả thì nó cũng sẽ là cái nhà sản xuất này cùng cái mã đó, nhưng mà họ sẽ chọn những cái linh kiện bên trong khác nhau, thì dẫn tới nó chất lượng nó sẽ không đồng đều, bởi vì cái nhà nhập khẩu họ có thể thay thế được một số thứ theo ý của họ để họ chạy với giá để đấu với cái nhà nhập khẩu khác. Đấy thì có nhiều cái khác nữa, thì anh chị thì Guchen cũng không thông tiện để nói những cái vấn đề đó lên đây. Thì với Guchen thì Guchen có gì, có bảo hành 3 năm, thì các hãng khác thì thường 2 năm thì nó dài hơn, phụ tùng
rồi các cái chứng nhận xuất xứ, các cái chứng nhận về nhập khẩu, chứng nhận chất lượng đầy đủ. Còn với một số nhà nhập khẩu cá nhân thì các anh chị đến gặp họ mà xin chứng nhận chất lượng hay chứng nhận xuất xứ hay chứng nhận nhập khẩu thì họ sẽ không có. Có thể họ không có. Đó. Thì chúng ta có cái bảng thông số máy rửa chén của chén có làm rồi. Tức là cái thông số của chén có. Đấy, lên đó thì các anh chị sẽ nhìn cái thông số đó để anh chị so sánh. Có một cái nữa là hàng chính hãng hơn và được bảo đảm hơn các hãng khác, đó là khi chúng ta bán hàng chúng ta sẽ không bị vô duyên. Bị vô duyên tức là gì? Ví dụ như các anh chị bán một cái máy rửa chén 25 triệu chẳng hạn, thì tất cả các đại lý chúng ta đều bán 25 triệu, thì khi mà chúng ta bán hàng thì chúng ta sẽ yên tâm về giá cả. Còn nếu mà chúng ta bán một cái hãng mà nó bị lộn xộn đấy, thì chúng ta sau khi chúng ta bán 25 triệu cho bạn của chúng ta, sau hôm sau thấy bạn chúng ta có ai đó bán cho một người bạn nào đó với giá 22 triệu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều phiền toái. Ok rồi, cảm ơn, mời em Vân. Tiếp theo là xin mời cái câu hỏi đến từ đại lý Dương Thị Bên Mền. Em xin lỗi, em không có đọc rõ tên chị tại mắt em hơi kém. Không sao, không cần phải chính xác đâu. Xin mời chị Dương Thị Bền. Dương Thị Bên ạ, xin mời chị. Chị bật mic đi ạ. Vâng, em cảm ơn chị Vân, cảm ơn anh Mai Lâm. Thì em có câu hỏi nhỏ nhỏ này, tức là cái nồi chiên không dầu ấy, trong thời gian mà bảo hành ấy, có cái vấn đề về ngoại lực ấy, mà bị phần vỏ nó bị ảnh hưởng ấy, thì cái quy trình bảo hành như nào và cái chi phí, ví dụ như là cần phải thay phần vỏ ấy, hoặc là ấy, thì cái sẽ cái chi phí sẽ tính toán là hoàn toàn là người mà lỗi làm hỏng phần vỏ sẽ chịu trách nhiệm hay là hãng sẽ hỗ trợ một phần ạ? Cái đó là thuộc thay thế, nó không thuộc bảo hành, bởi vì cái lỗi do người sử dụng gây ra. Thì cái này về mặt lý thuyết là khách hàng phải chịu 100%, bởi vì cái đó là do khách hàng họ làm hỏng mà, họ đè lên, họ làm vỡ mà. Nhưng mà ở Kuchen thì Kuchen chúng ta sẽ có, Kuchen không có chủ trương kiếm lời từ phụ tùng, cho nên là các cái thay thế này thì Kuchen cũng lấy một cái giá vừa phải thôi. Thì em sau ngày mùng 7 em liên hệ với hotline, hotline sẽ cho em cái giá để em thay, em gửi hàng về đó, hotline thay xong rồi sẽ gửi ngược lại cho em. Cái này nó cũng không đáng bao nhiêu đâu, mà em bị vỡ cái vỏ nhựa đúng không, hay là bị nắp bên trên. Chị chưa bật mic chị ơi. Vâng, vỡ vỏ nhựa với lại hơi mót phần góc ấy, cho nên là nó ảnh hưởng cái phần lồng bên trong một chút, tức là không quay được, nướng thì vẫn nướng được, thì quả cái là không quay được và vỡ vỏ. Em gửi về đi, rồi là tủ sẽ bảo giá cho em trước, rồi với lại cái giá này cũng không cao đâu, hai cái phần đấy nó cũng rẻ thôi. Thì sẽ tủ sẽ bảo giá, chứ anh cũng không thể nhớ hết được giá ở đấy. Ok. Tiếp theo thì có câu hỏi trên chung chat thì em. Cảm ơn chị Dương Thị Bên. Câu hỏi ở trên khung chat có hỏi về cái một số cái sản phẩm mới anh Lâm. Thì ở đây có hỏi là máy làm sữa hạt là của nước nào, rồi nguyên lý hoạt động của máy làm sữa hạt. Cái này thì chúng ta sẽ phải có một cái buổi training hẳn hoi chúng ta mới bán được. Nhưng bây giờ nói thì nó sẽ mất thời gian của anh chị. Thì còn lại máy làm sữa hạt thì sản xuất tại Trung Quốc, còn máy ép chậm thì sản xuất tại Hàn Quốc nha, hai nước. Máy ép chậm là tại Hàn Quốc, còn máy làm sữa hạt là sản xuất tại Trung Quốc. Còn cái máy làm sữa hạt là gì? Khi mình đưa các cái hạt vào thì nếu mà phải ngâm ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái hẹn giờ để ngâm cho nó đủ thời gian. Ví dụ buổi tối chúng ta có muốn có cháo cho con hoặc là sữa đậu nành cho con vào sáng mai, thì chúng ta có thể là buổi tối mình cho vào đó và mình hẹn giờ là sáng mai nó hoàn thành, thì là nó sẽ ngâm cho nở cái hạt ra, sau đó nó sẽ xay rồi nó đun nấu đó. Còn rửa thì nó sẽ phun hơi nóng, phun nước vào, sau đó nó phun hơi nước vào để rửa, nó rất là mạnh, nó phun hơi nước áp lực cao và nhiệt độ cao thì nó làm sạch vệ sinh. Thì cái này thì hôm nào chúng ta sẽ training cái này một cách bài bản hơn. Với lại làm sữa hạt thì chúng ta cũng cần phải có những cái kiến thức nhất định, tức là hạt nào pha với hạt nào thì
nó sẽ dành cho người nào, người cần tăng cân, người cần giảm cân, rồi nấu cháo cho sơ sinh hay là nấu cháo cá hay là nấu các cái súp cho các cháu thì thế nào thì cô Trang có một cái quyển sách đi kèm để các anh chị xem và có training hẳn hoi. Với cái máy ép chậm cũng vậy, máy ép chậm thì nó sẽ đi cùng một quyển sách. Một quyển sách đấy thì là dành cho người gì, người ăn kiêng thì uống cái gì, người muốn đẹp da thì uống cái gì đấy, thì một cái quyển sách rất là đẹp và đi kèm với cái máy, các anh chị cứ theo các cái công thức để mà làm. Đấy. Dạ. À, thêm vào đó thì có một số cái sự kỳ vọng từ đại lý là mong ngóng là cô Trang có thêm những cái sản phẩm mà thị trường đang đang cần, ví dụ như là tủ lạnh thì có hay không ạ? Rồi khách muốn mua các máy giặt sấy kiểu như tủ treo vào giặt khô thì cô Trang có hay không ạ? Cái máy mà máy cái tủ lạnh thì trong năm tới chắc chắn là cô Trang sẽ có. Thì cái lịch cụ thể thì nhà máy họ đang lên cái lịch, thì chúng ta hy vọng là tháng 5 chúng ta sẽ có, để chúng ta có vào hè này chúng ta sẽ bán. Còn cái máy mà cái là máy để treo quần áo vào ấy, tức là máy giống như là LG Style ấy, thì cái đấy của Gen không bán. Tức là cái máy giặt mà nó có một cái tủ rồi chỉ treo quần áo vào, cái máy đấy mỗi lần giặt thì được 2 bộ tới đến 6 2 cái đô hoặc đến 6 cái đô, thì cái đấy là một cái dạng siêu âm sóng âm làm sạch, thì cái máy đấy là bên của Trang không bán. Nhưng mà tháng tầm tháng 5 tháng 6 gì đấy thì của Trang sẽ có một cái phiên bản máy giặt kiểu khác. Còn điều hòa thì của Trang không bán, bởi vì cái điều hòa này các anh chị cũng không bán được. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại cái biên lợi nhuận điều hòa nó rất là thấp. Hiện tại ví dụ Panasonic chẳng hạn, mỗi một cái đại lý Panasonic họ lãi 200.000 cho một cái điều hòa, đều đấy là bán lẻ. Còn bán sỉ ấy họ lãi 50.000 cho một cái điều hòa hiện tại, và như vậy thì nó chúng ta không có biên lợi nhuận hấp dẫn để chúng ta bán. Và điều hòa thì cần một cái lắp đặt, kỹ thuật lắp đặt nó khó hơn, nó phải là người kỹ thuật lắp đặt chứ nó không phải là lắp đặt thông thường. Và với cái biên độ, với cái biên lợi nhuận là 200.000 ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta nên bỏ qua điều hòa, không làm được. Các cái nhà bán điều hòa hiện tại nó họ không lãi từ điều hòa mà họ lãi từ công lắp đặt, tức là họ bán cái ống giấy đông họ tăng giá lên, họ lấy cái công lắp đặt là 500.000 một triệu gì đấy thì họ làm lãi, chứ họ không lãi cái bản thân cái điều hòa, họ không lãi. Cho nên chúng ta không nên bán những cái sản phẩm mà biên độ lợi nhuận nó quá thấp. Dạ em cảm ơn anh. Trước khi đến câu hỏi của anh Tùng thì chúng ta nghe cái trao đổi của chị Nguyễn Thị Hiệp ạ. Đại lý Nguyễn Thị Hiệp, em xin mời chị. Xin mời chị Hiệp. Xin hỏi anh Mai Lâm lại về một chút về cái trước anh có nói về cái ý là cái bàn gì đó bàn đào, bạn có hỏi về cái việc mà lấy sản phẩm để trưng bày ạ, thì anh có nói là bên Cú Chén sẽ là hỗ trợ nếu được BCA đồng ý và cược một ít tiền, thì em cũng muốn hỏi cụ thể hơn một chút là về thứ nhất là anh nói cái số lượng có nghĩa là mỗi sản phẩm có thể từ được 1 đến 2 sản phẩm hay là tất cả các sản phẩm chỉ được mình được trưng bày 1 đến 2 sản phẩm từng loại á. Và cái thứ hai nữa là cái phần trăm cược tiền có nghĩa là phần trăm đó là khoảng là trên bao nhiêu phần trăm trên cái mức giá của sản phẩm đó hay sao ạ? Cái này là cái mà rất là nhiều anh chị em hỏi, thì cái này thì tôi phải họp lại với BCA, vì cái này là liên quan BCA thì tôi không quyết được. Các anh chị hỏi tôi về hoa hồng bao nhiêu, về tiền bao nhiêu là tôi không bao giờ trả lời được, bởi vì cô Trang chỉ làm việc về vấn đề về tiền thông qua BCA chứ không làm trưởng việc trực tiếp với các anh chị. Thì cái này tôi xin phép sẽ trả lời vào chủ nhật tuần sau, khi mà tôi sẽ bàn kỹ với BCA về việc là đại lý muốn trưng bày sản phẩm thì thế nào, thì tôi sẽ trả lời rất kỹ hơn. Thì với Cú Chén thì Cú Chén rất là mong muốn là các đại lý có các cái thiết bị của Cú Chén để mà lúc bán hàng nó nhanh,
Nên là có một cái có sẵn một cái tủ lạnh hay là có sẵn một cái máy giặt ở đấy thì khách chạy qua họ nhìn thấy thì họ sẽ quyết rất là nhanh, thì với các đại lý của chúng ta sẽ bán nhanh hơn. Nhưng cái này thì cần một cái quy định cụ thể thì phải họp lại với BCA đã. Bản thân Kuchen thì mong muốn các đại lý, ví dụ nồi chiên thì có sẵn ở nhà đi, một hai cái thì đến khi mà khách vào là mua luôn rồi luôn, hoặc là sau một tháng mà nếu mà các anh chị không bán được thì Kuchen sẽ có cách xử lý thu về hay như thế nào đó. Thì cái này là cái nó liên quan đến deposit ấy, tức là liên quan đến đặt cọc hay các thứ, thì cái này tôi phải xin phép bàn trước với BCA thì tôi không tự quyết cái này được các anh chị nhé. Tuần sau vào chủ nhật tuần sau thì tôi sẽ cố gắng họp rồi sẽ chị Hiệp và các anh chị em nào quan tâm thì sẽ tham gia cái buổi Zoom vào chủ nhật tuần sau, chủ nhật về cái này. Nếu mà tôi không tham gia được, tôi bận họp, thì tôi sẽ cử mình họp với các anh chị về cái việc là trưng bày hàng hóa tại tại gia đình mình, tại nhà mình. Ok. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của chị Hiệp ạ. Tiếp sau đây thì xin mời anh đại lý 3 sao Tùng Tommy. Xin mời anh bật mic anh. Rồi. Tùng xin chào 642 anh chị em có mặt tới giờ này. Cũng lời đầu năm Tùng xin chào chị Dân. Cảm ơn cho Tùng cơ hội để hỏi câu hỏi với giao lưu với anh Mai Lâm. Thì sẵn mình cũng chúc 642 anh chị em đầu năm tấn tài tấn lộc tấn bình an ha. Thì cái câu hỏi của Tùng nó cũng đơn giản là cái app thôi, không biết mọi người có bị dính không. Tùng có bán một con robot 8781 ra ngoài Hà Nội, thì cái anh đó lại là một cái kỹ sư về IT, có nghĩa là anh ta cũng lập trình, thì anh ta nói cái app mà gọi là WeBack của mình á lại là của anh made in China, thì anh ta lại không hài lòng, cái kiểu không biết sao có bị kỳ thị hay không. Tùng đêm hay nói một câu là mình hòa nhập chứ đừng có hòa tan. Thì anh ta không có hài lòng gì cái đó, thì tôi muốn hỏi anh Lâm này có gặp những cái khách hàng nào mà cầm lan như vậy không ạ? Rồi, cảm ơn anh Tùng. Câu hỏi này thì chúng ta bị lặp lại rất là nhiều lần cuộc họp của các cái đào tạo của Kuchen rồi, nó không mới. Thì cái application ấy của các hãng ấy, thì hầu tôi khẳng định là gần như tất cả các hãng về robot hiện tại trên thị trường là đều cái application đều là viết bởi người Trung Quốc. Thì cái thì là ví dụ Medion là một công ty họ có trụ sở tại Đức, nhưng mà cái Medion họ sản xuất tại Trung Quốc 100% và cái phần mềm họ cũng là Trung Quốc. Rồi trên thị trường như là Dbot hay là các công ty khác trên thị trường họ cũng sản xuất cái phần mềm cũng viết bởi công ty Trung Quốc, và Panasonic là công ty của Nhật Bản thì cái phần mềm cũng sản xuất bởi Trung Quốc. Đó là chuyện rất là bình thường. Thì tôi nghĩ là nếu một kỹ sư đứng mới một người làm kỹ sư IT ấy, thì họ phải biết là cái việc application viết bởi người Ấn Độ hay người Trung Quốc hay người Việt Nam là rất là bình thường. Các anh chị nếu anh chị biết là thậm chí là Boeing hay là BMW ấy, thì các cái application trong các cái code, các cái phần mềm điều khiển ô tô ấy, thì FPT Việt Nam họ biết, họ FPT của Việt Nam viết rất là nhiều phần mềm cho Boeing, cho BMW, rồi cho rất là nhiều hãng ô tô, rồi cho Bosch. Đó là chuyện rất là bình thường, rất là bình thường. Còn riêng về robot thì là sản xuất tại Trung Quốc, thử nghiệm tại Trung Quốc và application hầu như họ viết tại Trung Quốc, chuyện này chuyện rất là bình thường. Và nếu mà ai giờ này còn nghĩ là IT Trung Quốc kém hơn thế giới thì càng sai lầm nữa. Bởi vì là cái kỹ sư tại Trung Quốc càng ngày họ càng rất là giỏi. Cái việc mà các công ty của Đức, của Ý hay của Mỹ mà sử dụng phần mềm Trung Quốc chả có gì là cái bình thường ạ, chả sao cả. Rồi, tôi cảm ơn anh Lâm ạ. Với lại là cả thế giới họ sản xuất robot tại Trung Quốc thì phần mềm họ viết tại Trung Quốc chứ họ đâu viết tại Mỹ được. Đấy, ok. Dạ, như vậy là câu hỏi của anh Tùng và câu trả lời của anh Lâm cũng đã trả lời cho câu hỏi của một bạn hỏi là robot chỉ sản xuất tại Trung Quốc đúng không anh? Tôi khẳng định là phải hơn 95% là robot trên toàn thế giới sản xuất Trung Quốc. Còn 5% còn lại tôi không dám khẳng định bởi vì tôi chưa đi hết thế giới.
nhưng mà tôi những gì tôi cũng biết thì hầu như là giảm rất đúng. Thì trước đây năm 2012 thì có Samsung có sản xuất robot tại Việt Nam, sau đó thì không cạnh tranh được và họ không làm nữa, và bây giờ họ cũng sản xuất bởi những cái nhà máy tại Trung Quốc, rồi Panasonic, rồi những cái công ty của Đức khác hay là của Nhật, của Mỹ gì, những cái công ty mà ngày xưa là phải lừng lẫy trong nghề hút bụi ấy, robot ấy, thì bây giờ cái robot của họ cũng sản xuất tại Trung Quốc, nên là các anh chị sẽ các anh chị cứ khẳng định là robot là hầu hết là sản xuất Trung Quốc. Thì hiện tại tôi được biết là Toshiba của Nhật Bản có sản xuất robot, nhưng mà cái robot của họ, thế hệ của họ cũng thế hệ bình thường thôi, không quá xuất sắc. Và cái gọi là cái giá của họ thì khoảng 27-28 triệu gì đó cho một cái robot, thật ra không có xuất sắc, cho nên là anh chị ra đường anh chị không thể mua được cái robot Toshiba đó, bởi vì giá nó quá cao và nó cũng không phải quá vượt trội. Thì đó, còn lại hầu như là các anh chị search trên internet là ra là sản xuất tại Trung Quốc cả. Dạ. Cùng với câu hỏi về chủ đề robot thì có bạn hỏi là robot mới của mình có chức năng tự giặt giẻ không ạ? Robot của mình thì không có chức năng tự giặt giẻ. Cái giẻ lau thì nó có một cái loại robot là nó có xoay tròn này. Thì tại phòng thí nghiệm ấy thì chúng tôi đã xem rồi. Và đối với các hãng thì tôi không dám nói, nhưng mà hiện tại đối với hàng tại cái nhà máy đang sản xuất robot cho Kuchen ấy, thì cái robot mà xoay tròn này thì họ vẫn nói với tôi là chưa hiệu quả. Tức là họ nói với tôi là chưa hiệu quả, cho nên họ chưa sản xuất hàng loạt. Còn các cái hãng đang bán ra thị trường thì anh chị các em xem review, em review thì hoặc là các anh chị xem đến trực tiếp mua xem, thì các anh chị sẽ xem nó đã xứng đáng để anh chị bỏ tiền hay chưa. Còn với robot Kuchen thì nhà máy bảo là hiện tại cái thế hệ xoay tròn mà họ đang nghiên cứu thì thực sự là chưa hiệu quả. Đấy. Còn cái mà hút bụi vào một cái túi xong rồi đưa đi đổ ấy thì ok, thì cái đấy thì cũng có thể sắp tới Kuchen sẽ có cái bản đó. Dạ, ngoài ra thì có một số câu hỏi liên quan đến sản phẩm chảo và bàn chải. Thì có anh chị đại lý vẫn đang trông ngóng cái sản phẩm chảo 28cm của mình á anh. Thì hỏi chừng nào có lại ạ? Chảo Hàn Quốc thì... Chảo Hàn Quốc chắc là trong tháng này là sẽ có thôi. Trong tháng này là sẽ có. Còn chảo Italy 26cm thì đã có sẵn ở kho. Yeah. Rồi bàn chải trẻ em khi nào có anh ạ? Bàn chải trẻ em hy vọng là tháng 3 sẽ có, vào tháng 3. Cũng có một cái đề nghị liên quan đến bộ nồi. Thì chắc là cũng đề đạt cái nguyện vọng của đại lý lên CEO của Kuchen luôn, là bộ nồi có thể tách ra bán riêng được không ạ? Cho dễ bán. Cái này là cái Kuchen đang tính. Thì có thể là Kuchen thì có thể bán nướng được, nhưng mà cái về mặt hóa đơn ấy thì là Kuchen đang phải tính thế nào cho nó hợp lý. Bởi vì khi Kuchen nhập nguyên bộ, bây giờ tách ra thành từng phần thì nó thế nào? Bởi vì khi mà thanh toán với BCA là khá khó. Bởi vì BCA thì yêu cầu là phải viết hóa đơn chuẩn chỉnh. Và nếu bây giờ mình thẻ lẻ thì thế nào thì Kuchen thì tôi phải họp với kế toán, bởi vì tôi không biết cái này là thế nào. Thì nếu kế toán nói là cái việc mà viết hóa đơn hợp pháp hay các thứ thì chúng tôi sẽ bán lẻ. Còn nếu mà viết hóa đơn mà nó khó thì chúng tôi phải bán nguyên bộ. Bởi vì bởi vì hàng của Kuchen tất cả bán ra đều xuất hóa đơn đầy đủ cả. Chứ không phải là thích bán kiểu gì thì bán. Nó không phải là ví dụ như mình bán lẻ ngoài chợ thì mình bán một cái, hai cái, ba cái giá sao, bởi vì cái người mua họ không yêu cầu hóa đơn. Còn cái này thì tôi phải hỏi lại kế toán, nếu mà kế toán ok được cái này sẽ lẻ ra được thì chúng ta sẽ có hàng lẻ. Ngoài ra thì có hai nhóm câu hỏi tiếp sau đây thì em xin tổng hợp lại từ khung chat để báo lại với anh. Thứ nhất là cái chỗ là về việc bán hàng thì liên quan đến chi phí ship, thì không biết hỏi ở đây hỏi anh thì có ổn hay không. Đó là các bạn cũng có nói là chi phí ship sản phẩm Kuchen cao. Ship là Kuchen không thu 1.000 nào hết, tức là bên chuyển phát nhanh họ thu 1.000 thì Kuchen thu lại 1.000.
Còn nếu nó cao hay thấp thì các anh chị phải làm việc với BCA chứ không phải làm việc với Kuchen, bởi vì là BCA họ họ là người gọi là đàm phán với bên bên vận chuyển. Kuchen chỉ là người gọi là đóng gói để chuyển cho bên vận chuyển thôi. Thì cái này thì tôi sẽ cũng sẽ trong cuộc họp sắp tới tôi cũng sẽ nói với bên BCA xem là họ có phương án nào để mà giảm chi phí vận chuyển hay không. Còn lại thì Kuchen là đứng về phía Kuchen là Kuchen không thu 1.000 nào về vận chuyển, gọi là không không lấy lãi 1.000 nào, không thu thêm 1.000 nào cả. Yeah. Ngoài ra thì có câu hỏi hỗ trợ cho việc bán hàng tốt hơn, đó là có đại lý hỏi là bên Kuchen có xử lý như thế nào về cái tình trạng phá giá trên các trang thương mại điện tử. Các trang thương mại thì các anh chị nhớ các anh chị lấy cái link và chị nhắn vào hotline của Kuchen. Thì cái hotline này nó vẫn có Zalo mà, nhắn vào đó hoặc các anh chị soi, các anh chị gọi vào thì Kuchen sẽ làm việc với các cái nhà phá giá đó để mà họ gỡ bài xuống, gỡ bài xuống. Yeah. Liên quan đến những cái vấn đề về gặp rất là nhiều, thì rất là nhiều đại lý chính đại lý của chúng ta cũng đang phá giá. Và một số người không phải, một số đối thủ không phải, họ không hề bán một tí nào của Kuchen hết, họ không thể bán, không hề bán một tí nào, nhưng mà họ vẫn cứ lấy ảnh Kuchen xong họ đăng bài, xong họ đăng rất là rẻ, và đến khi mà chúng ta gọi đến thì họ bảo là cái hàng này không có, hoặc hàng này chất lượng thấp lắm, chuyển sang hàng khác, kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ cần phải biết được cái link đó để chúng ta yêu cầu họ gỡ. Còn lại họ cạnh tranh không lành mạnh, họ vẫn làm như vậy. Điển hình các anh chị mua một cái tivi đi, các anh chị tra một cái tivi 25 inch, 55 inch Sony mã này, thì trên mạng nó sẽ ra rất là nhiều, và sẽ có những cái nhà họ chỉ bán giá bằng một nửa thôi, một nửa cái giá thực sự thôi. Nhưng mà lúc chúng ta gọi đến thì họ bảo là anh ơi, cái này không có hàng đâu, cái này cái series này không sản xuất nữa, hoặc là gì đấy, họ lại mình sang một cái sản phẩm khác. Thì Kuchen cũng bị như vậy, thì các anh chị cứ báo link về giúp thì Kuchen sẽ tìm cách xử lý. Còn với những cái nhà mà đại lý của chúng ta thì rất là dễ, nếu chúng ta phát hiện ra nhà nào đấy thì chúng ta sẽ cắt cái quyền đại lý của họ luôn, thì họ sẽ không làm bậy bạ như vậy. Dạ, ngoài ra thì bản thân em khi bán sản phẩm Kuchen thì cũng có gặp một cái khó khăn, đó là trên mạng thì có một cái video mà anh Lâm thực ra cũng đã trả lời rồi, có văn bản trả lời cái bản review đó rồi. Nhưng mà hiện tại thì khi mà khách muốn mua robot là vẫn cứ search ra cái review đó của một cái bạn về robot Kuchen, thì có những cái thông tin rất là sai lệch về robot Kuchen, thì chả nhẽ mình cứ để vậy hả anh Lâm? Cái này thì với Facebook ấy, thì cái cậu ấy cũng đăng lên Facebook, và ngay lập tức chúng tôi can thiệp vào Facebook họ sẽ xóa ngay luôn khi chúng tôi cung cấp địa chỉ công ty tại Đức, cung cấp những cái mà họ nói sai này nọ. Nhưng mà với Google thì với YouTube thì họ không làm vậy, họ chả quan tâm. Thế là chúng tôi đã kiện rất là nhiều lần, nhưng mà họ không động thái gì. Giống như việc là hàng ngày trên Facebook người ta vẫn trên YouTube người ta vẫn cứ nói những câu chuyện là gì, họ chửi tổng thống, rồi họ chửi hãng này chửi hãng kia, rồi làm cái này kia, mà chúng ta không làm gì, bởi vì cái quy định của từng nền tảng là như vậy. Và chúng tôi kiện rất là nhiều lần, nhưng mà YouTube họ bảo là cái để họ là tự do, ai muốn nói gì nói, ông có muốn chửi tổng thống cũng được, ông có muốn nói là bom nguyên tử an toàn cũng được, tức là ở trên YouTube là nói như vậy, nó chúng ta không làm được gì cả. Còn khi mà khách hàng mà họ hỏi về những vấn đề đó thì chúng ta phải chứng minh cho họ thấy là họ bên kia nói sai thôi. Thì còn nó không phải như Facebook rất là dễ. Facebook nếu mà khi mà chúng tôi gửi đăng ký kinh doanh tại Đức, gửi các cái thông tin tại Đức rõ ràng thì bên kia họ gỡ ngay. Nên là cái YouTube đây, nhưng hiện tại là chúng ta chưa có phương án gì cả cho cái đó. Nói chung là cái search Kuchen là cái bài đó nó sẽ hiện lên sớm lắm anh, trước luôn. Thực ra là cái bài đó là người của chúng ta giúp họ nổi đấy. Đúng vậy, bởi vì mỗi lần chúng ta cá Kuchen chúng ta vào thì là người Kuchen càng đông thì nó cái lượng xem nó càng nhiều thì nó càng nổi thôi. Yeah. Ngoài ra có câu hỏi liên quan đến và cái cậu đấy thì là các cái công ty
các công ty robot khác họ cũng phản đối rất là mạnh khi mà cậu ấy bán một cái sản phẩm khác và nói xấu một sản phẩm khác. Và cái việc đấy là việc nó cũng về mặt đạo đức nó cũng không được. Ví dụ như chúng ta bán của chen xong chúng ta ngồi thì chúng ta cứ nói là cái gì đấy faster là thế này thế nọ thì là như vậy là nó không khách quan. Nhưng mà hiện tại thì với YouTube là chúng ta không làm được gì. Những câu hỏi liên quan đến phần bảo hành và chăm sóc khách hàng thì em hệ thống ra đây một số cái câu hỏi. Các đại lý thì có đề xuất là mong Kuchen là có cái catalog sớm, mà thứ hai nữa là có cái bảng sản phẩm và giá để cái việc kinh doanh nó thuận lợi hơn. Cái catalog thì Kuchen có rất là nhiều sản phẩm, mà nếu mà Kuchen chỉ bán trên BC một lượng nhỏ thôi, tức là một số sản phẩm thôi, không bán hết, nên là nếu mà anh chị em muốn thì chúng Kuchen sẽ nhanh chóng chuyển cho anh chị em cái catalog đó. Cái này thì không khó. Đây. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa. Dạ ơi em nói. Dạ tiếp theo thì có anh chị đại lý hỏi là bên bảo hành của mình sắp tới sẽ liên kết vệ tinh với lại những cái đơn vị nào ấy ạ? Cái công ty bảo hành thì tùy vào tỉnh, thì mỗi tỉnh thì mình sẽ có những cái nhóm công ty bảo hành riêng biệt. Thì họ đang làm bảo hành cho các hãng khác thì họ có bảo hành cho Kuchen luôn. Ví dụ như họ đang bảo hành cho Philips chẳng hạn thì họ bảo hành luôn cho cả Kuchen, ví dụ vậy. Rồi họ đang bảo hành cho một công ty khác thì họ bảo hành cho Kuchen luôn. Bởi vì nếu mà Kuchen lập một cái đơn vị bảo hành độc lập tại thì là cái chi phí nó tăng lên rất là nhiều, nên Kuchen sẽ dùng chung các cái đơn vị bảo hành đó. Với các cái hãng trên thị trường họ cũng vậy thôi. Samsung, LG thì họ cũng không các trạm bảo hành họ trên toàn Việt Nam cũng phải của họ, mà là các cái công ty bảo hành xong họ sẽ đứng ra xử lý cho Samsung hay LG. Thì khi mà anh chị đưa một cái TV LG đi sửa chẳng hạn thì anh chị đưa đến cái chỗ sửa đấy, chỗ sửa đấy không phải là của LG mà là một cái liên kết, thì chúng ta cũng làm vậy. Thế thì đến thời điểm nào mình sẽ có cái thông tin chính thức để mà bây giờ là có 3-4 tỉnh mới rồi thì là cứ liên tục Kuchen sẽ cập nhật đến tỉnh nào thì Kuchen sẽ cập nhật tỉnh đó cho anh chị. Thì để đảm bảo là trong năm 2022 thì chúng ta sẽ phủ gần hết, thì cố gắng phủ hết, còn nếu không thì cũng phải hai tỉnh sẽ có một, ít nhất hai tỉnh có một trạm, còn các tỉnh lớn thì đương nhiên sẽ có hết. Ví dụ như các cái tỉnh lớn như Cần Thơ hay Đà Nẵng hay Nha Trang hay các thứ là sẽ chắc chắn sẽ có hết. Có một câu hỏi nhỏ của chị đại lý chi nhánh Hà Thanh hỏi về cái chương trình khuyến mại từ tháng 6 năm trước, là cái bộ nồi của chương trình khuyến mại đó khách vẫn chưa nhận được thì giờ xin anh Lâm hỗ trợ. Bộ nồi khuyến mại là bộ nồi tặng hay là bộ nồi hay là cái voucher? Đấy, cái này phải phân biệt. Cái voucher thì cái bộ nồi tặng ấy thì chắc chắn là nếu mà thiếu thì Kuchen sẽ tìm cách xử lý luôn. Còn cái voucher thì phải tại sao lại xin hỏi chị Thanh là tại sao bộ nồi tặng mà bây giờ lại chưa tới nhỉ? Vì cái này là cái mà khi mà Kuchen kết thúc cái bộ nồi là Kuchen đã trả hết nợ rồi. Cái này thì sau nhờ chị Thanh để lại số điện thoại, rồi sau ngày 7 ấy, các bạn sẽ gọi điện cho chị Thanh để mà xử lý cái này nhá. Còn các cái voucher mà các anh chị không mua khi kết thúc chương trình, mà anh chị không mua thì cái sản phẩm này hết thì các anh chị không chúng tôi không có cái gì để bán cho các anh chị được nữa cả. Còn cái mà quà tặng mà miễn phí ấy, thì nếu mà chúng tôi sót thì các anh chị để lại số điện thoại rồi ngay đấy chúng tôi sẽ gọi lại. Thì thường thì các cái tặng này thì sau kết thúc chương trình ấy, thì BCA gửi một cái list danh sách thì chúng tôi sẽ trả hết. Không hiểu tại sao lại của chị Hà Thanh lại sót được. Như vậy là vừa rồi thì là phần trao đổi hỏi đáp từ đại lý cũng như là anh Đỗ Mai Lâm. Thì tiếp sau đây phần cuối chương trình thì giờ cũng muộn rồi. Em xin mời tổng đại lý Lê Sự sẽ đại diện cho anh chị em đại lý để có thể nói đôi lời với anh Mai Lâm trước khi kết thúc buổi Zoom ạ. Xin mời tổng đại lý Lê Sự. Trời ơi. Ok, em chào anh Lâm, chào tất cả anh chị em, chào Vân.
Rất là cảm ơn Vân vì vẫn còn dành thời gian cho sự, bây giờ cũng muộn rồi. Rất là hôm nay rất là đầu tiên rất là cảm ơn anh Lâm đã dành thời gian đến với cả hệ thống Dynamic System để có thể có một cái buổi overview về cái tầm nhìn chiến lược của Vuchen trong năm 2022 khi hợp tác với cả BC Solution. Thật sự là không biết là các anh chị em ở trong cái buổi Zoom ngày hôm nay nghe thì mọi người thấy thế nào mọi người? Mọi người thấy là mình đã hừng hực khí thế để bán đồ của Vuchen chưa? Và ngay lập tức là ngay sau khi cái buổi training của anh Lâm là sự đã có một cái bài đăng ở trên Facebook rồi đó là đã nói về cái về Vuchen rồi đó. Thế thì với một cái phân khúc sản phẩm rất là đa dạng khi mà nó Vuchen, nhà máy Vuchen đặt khắp nơi trên thế giới như vậy, đúng không ạ, cả bốn châu lục như vậy, giá thành thì lại rất là phù hợp với mọi loại khách hàng, và nói như anh Lâm á, là không có để lọt khách hàng nào ra ngoài hết. Thế thì cái sự không để lọt khách hàng này ra ngoài như thế này, đây là một cái tầm nhìn chiến lược rất là tốt cho bất cứ một người đi kinh doanh nào. Người có đồng ý với em như vậy không ạ? Một là cái phân khúc sản phẩm thì rất là đa dạng, tức là trong một cái gia đình thì nếu như chúng ta có được một khách hàng Vuchen thì các anh chị bán được cho họ một cái sản phẩm Vuchen, có nghĩa là các anh chị có một thị trường Vuchen ở trong gia đình nhà người ta luôn, đúng không anh chị? Anh chị chỉ cần bán được một thứ thôi, các anh chị chỉ bán được một thứ thôi, bán được cái bàn chải điện thôi, là các anh chị sẽ bán được cái máy giặt sấy, bán được cái máy giặt, bán được cả cái máy rửa bát. Cứ dần dần khách hàng cứ có nhu cầu sử dụng đồ gia dụng là khách hàng sẽ gọi cho các anh chị. Vậy việc của các anh chị là chọn được một cái sản phẩm mà khách hàng đang cần. Việc của các anh chị là tìm hiểu nhu cầu khách hàng, xem nhà người ta đang có cần cái gì nhất, và trong khả năng chi tiêu của họ, họ có thể ủng hộ cái gì đầu tiên. Thì khi đó khi các anh chị up được một sản phẩm thì lần sau á, người ta cứ cần đến cái gì là người ta sẽ nhớ đến các anh chị với cái thương hiệu Vuchen. Thì đó là cách mà các anh chị bán cái sản phẩm Vuchen ha. Thì như vậy là khi các anh chị bán được cái bàn chải đánh răng sóng âm, các anh chị sẽ bán được những thứ khác, ok không ạ? Đó là một mặt. Cái mặt thứ hai nữa mà bên Vuchen họ làm rất là tốt ở chỗ nào mọi người, đó chính là cái việc mà giá thành cái sản phẩm rất là đa dạng, đặc biệt là trong cái thiết bị nhà bếp, đúng không ạ? Tức là khi mà các anh chị bán cái đồ các cái loại bếp á, thì bếp được sản xuất ở cả bốn nơi, cả Malaysia, cả Trung Quốc, cả Thổ Nhĩ Kỳ, cả Tây Ban Nha, cả Đức luôn. Vậy thì cái giá thành nó cũng rất là đa dạng, nó sẽ phù hợp với rất nhiều phân khúc cho khách hàng của các anh chị. Vậy nếu như các anh chị có khách hàng, đúng không ạ, nếu như họ có cái mức tài chính như thế nào thì chúng ta sẽ tư vấn phù hợp cho họ. Và sẽ có những khách hàng rất khó tính thì các anh chị bán bếp Đức cho họ, đúng không ạ? Những cái khách hàng mà cũng khó tính vừa vừa, đúng không ạ, mà nhưng mà có điều kiện kinh tế, các anh chị bán bếp Tây Ban Nha cho họ. Và nếu như khách hàng nào mà họ cảm thấy là thích hàng của made in Germany, đúng không ạ, made from Germany nhưng mà cái chi phí nó thấp, thì hãy để cho họ mua cái sản phẩm mà sản xuất tại Malaysia. Thì đây là những cái điều mà không biết là những anh chị đã từng bán Vuchen thì các anh chị có đồng ý với sự không, nhưng khi chúng ta bán Vuchen thì các anh chị sẽ có một những cái điều mà các anh chị cảm thấy rất là hài lòng, đó là chúng ta có khả năng upsell rất là tốt về cái sản phẩm này. Mà giống như là đợt Tết vừa rồi Sự có gặp khá các cái bạn của Sự thì cũng toàn là doanh nhân thôi, thì các bạn ấy cũng đánh giá rất là cao cái line hàng Vuchen. Ở cái chỗ đó là gì? Những cái sản phẩm mà chúng ta đang kinh doanh á, thực tế đây là cái nơi mà dòng tiền đang chảy về. Thị trường Việt Nam, người dân Việt Nam, mức sống của người Việt Nam sẽ dần dần cao lên, và sẽ đến cái ngày mà cái máy rửa bát hay là cái máy giặt sấy hay là cái bàn chải đánh răng sóng âm, nó sẽ là những thiết bị gia dụng thiết yếu trong gia đình, giống như là cái nồi cơm bây giờ, giống như là cái máy giặt hiện có bây giờ. Vậy thì khi chúng ta bán Vuchen, các anh chị xây dựng cái thương hiệu của mình gắn liền với cả Vuchen, thì sẽ đến một cái lúc nào đó các anh chị sẽ hút được tiền từ thị trường đổ về, đúng không các anh chị? Lợi thế Vuchen là gì mọi người đã nắm chưa ạ? Là nhập khẩu nguyên chiếc. Cái này là cái mà trên thị trường không có. Thị trường người ta mua của Boss hay người ta mua của Siemens chắc gì đã là hàng nhập khẩu nguyên chiếc, đúng không các anh chị? Biết đâu người ta lại thay thế những cái linh kiện, những cái chip nó rẻ tiền hơn, để sau đó người ta giảm giá thành, người ta hạ chi phí xuống, người ta cạnh tranh. Vậy khi chúng ta nhập nguyên chiếc thì có nghĩa là hàng của chúng ta là hàng nguyên của nhà máy của Vuchen, và hoàn toàn không có bất cứ một cái sự trà trộn nào từ những cái linh kiện nhỏ nào từ bên ngoài cả. Vậy hàng của chúng ta là hàng chính hãng, hàng nguyên đai nguyên kiện, đó là cái lợi thế. Vậy khi chúng ta bán hàng, chúng ta nhấn vào những cái điểm nổi bật như vậy ha. Thì trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì rất là cảm ơn anh Lâm, và cho đến giờ này vẫn còn 571 anh chị em đang ngồi trong phòng Zoom ngày hôm nay, thì rất là chúc mừng các anh chị em đã có một cái năm mới
những cái ngày đầu năm mà các anh chị đã có một cái năng lượng rất là tích cực để các anh chị vào Zoom không sót một buổi nào như thế này, thì chắc chắn là năm 2022, năm Nhâm Dần của các anh chị hứa hẹn sẽ là một năm có rất là nhiều bứt phá trong công việc kinh doanh của các anh chị, đúng không ạ? Rất cảm ơn các anh chị một lần nữa và xin chúc mọi người một cái năm 2022, năm Nhâm Dần sẽ có rất là nhiều bứt phá. Và khi các anh chị lựa chọn sản phẩm, anh Lâm đã nói việc của các anh chị là muốn bán là cái gì thì phải học thật kỹ cái đó. Và những cái các anh chị đã định theo đuổi Zoom Kuchen thì buộc là các anh chị phải học đầy đủ các cái buổi Zoom mà nhà cung cấp Kuchen đào tạo. Nếu các anh chị không muốn gặp những cái tai nạn nghề nghiệp trong khi kinh doanh ha. Còn nếu mà cứ đăng một cái rất là sơ sài lên Facebook mà thấy người ta đăng rồi copy đăng thì đương nhiên là các anh chị sẽ gặp rất là nhiều khó khăn sau này. Cho nên là các anh chị muốn kinh doanh tốt cái sản phẩm, đặc biệt là Kuchen là cái hàng giá trị cao, Kuchen là hàng công nghệ, nó đòi hỏi rất là nhiều những cái sự hiểu biết về mặt kiến thức, thì việc của các anh chị nó phải trang bị đầy đủ kiến thức làm sao mà mình sẽ là cái chuyên gia trong cái sản phẩm đó với khách hàng, thì chỉ khi và chỉ khi đó các anh chị mới có thể kinh doanh tốt cái sản phẩm này. Còn chúng ta không thể là giống như một con buôn ngoài kia là sau đó cứ đăng lên, sau đó là chân bốn là biên độ lợi nhuận cao cho nên cứ đăng vớ va vớ vẩn lên, thì chắc chắn sau này các anh chị sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thì bằng cái kinh nghiệm đã từng kinh doanh sản phẩm Kuchen thì Lê Sự thấy cái buổi training của anh Lâm ngày hôm nay có rất là nhiều kiến thức, có rất là nhiều những cái lời nhắc nhở. Và rất mong là các anh chị sẽ làm thế nào mà mình sẽ tốt nhất có thể để chúng ta có được một cái like hàng tốt, để chúng ta đẩy sao, chúng ta lên danh hiệu nhé mọi người. Cảm ơn mọi người một lần nữa và chúc cả nhà một ngày mới tốt lành, sẽ có một năm 2022 rực rỡ. Em cảm ơn anh Lâm, cảm ơn Vân, cảm ơn ekip sáng ngày hôm nay ạ. Như vậy xin cảm ơn cái lời của Lê Sự. Và anh Lâm có chia sẻ gì nữa với Zoom 6 hôm nay không ạ? Ok, cảm ơn em. Cảm ơn chia sẻ của Sự và Thanh Vân. Thì hôm nay rất là vui tham gia chương trình 50M này. Thì một lần nữa chúc mừng năm mới tất cả anh chị. Chúc Misei và các anh chị đại lý năm mới sức khỏe và gặp nhiều thuận lợi. Và chúng ta sẽ có một năm 2022 chắc chắn là sẽ rất là bùng nổ. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Thay mặt ekip thì em xin cảm ơn sự có mặt của anh giám đốc Đỗ Mai Lâm, giám đốc Kuchen Việt Nam, và cũng xin gửi đến anh và gia đình cái lời chúc mà đầu năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường, và chúc cho Kuchen Việt Nam ngày càng phát triển và đồng hành xuyên suốt với lại các anh chị em đại lý ở BC Solution. Chúc các anh chị em trong Zoom và lại ở đây một năm mới thật là rực rỡ, một năm mới thật là đột phá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi Zoom tiếp theo. Xin chào các anh chị em. Chào anh Mai Lâm, chào tổng đại lý Lê Sự. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Lê Lâm, xin chào Lê Sự. Cảm ơn mọi người.